참 떨어지죠. À, hôm nay cái người khách của Christine á, thì vào trễ quá nên thành ra là Christine phải làm trễ với người khách này ha. Nhưng mà không sao, thì người khách vui là mình vui rồi đúng không? Dù trễ chút xíu cũng không sao, vì khách của Christine đa số là ở xa lắm, mà Cali thường hay traffic. Đáng lý cái người khách này là có hẹn với Christine là vào lúc 6 giờ ha. Nhưng mà cái người khách đã bị traffic nên là thành ra là bây giờ gần 7 giờ mới tới nơi. Thôi không sao, mình làm luôn ha. Mình làm cho khách vui vẻ hơn. À, Christine khỏe nha. Thank you Tuyên Nguyễn, thank you chị nhiều lắm. Mọi người có khỏe không? Cuối tuần có đi đâu chơi không? Hi Nathan. Sau đó mình sẽ đi cái màu nút ha. Khi mà mình đi cái màu nút này lên á, lát nữa là mình vẽ line work á, dễ thương lắm. Christine chưa có vẽ nhưng mà tưởng tượng thôi. Đang tưởng tượng. Mọi người help Christine share một chút xíu ha. Đó, vì Christine không có share được. Mình sẽ clean ha. Clean cuticle của mình cho nó tròn nè. Mình sẽ đi ba ngón màu pin ha. Đây là cái màu hot pin. Vì nếu mà hot pin nó đi riêng một mình á thì nó rất là nổi, nên là Christine kết hợp với cái màu nút ha để làm ra cái ombre. Sau đó mình sẽ đi cái màu đen, có màu đen nữa, mình sẽ đi light work màu đen lên và mọi người sẽ thấy cái màu nó như thế nào, tưởng tượng thôi. Christine chưa có làm nữa nhưng mà tưởng tượng ra là nó rất là nổi bật ha. Rất là show up, focus cái design nó ra. Vì cái màu hồng đi với màu đen rất là nổi nè. Đó, thứ bảy này chắc mọi người ai cũng về sớm ha. Easter mà. Lễ mà, ngày mai là lễ rồi. Ở đây là Christine sẽ đi một lớp bột mỏng nha. Đó, cái phần mà ombre á, nếu mà mình vũ á là mình sẽ đi một lớp bột clear mỏng nha, để cover cái ombre của mình. Vì nếu không á, lát mình vũ nó sẽ mất đi cái phần ombre của mình ha. Vì cái ombre á, cái chỗ đường nối đó nó rất là mỏng. Đúng không? Mình sẽ cover ha. Đây ha.
rồi cái người khách đến hai mai lớp. Đó, mai lớp hốt quá à. À, đúng rồi, những cái người khách đến với Christine á chủ yếu là làm móng nhọn nha, không biết tại sao nữa đó, móng nhọn không à, chắc có duyên với móng nhọn hay sao á. Khách nào vô đa số đa phần ha là móng nhọn hết. Đó, hồi hình như là Christine lúc nào cũng là người làm trễ nhất, về trễ nhất hay sao á. Thường á, những cái người khách sớm á là Christine làm live không được, vì những cái appointment nó gần quá, nếu mà làm live sẽ mất thời gian, nên thường á là Christine sẽ đợi cho cái người khách cuối cùng nhất để làm ha, để làm live á, muốn về sớm lắm nhưng mà khách yêu không cho. Hai Trịnh Trần, hai Spinley, hai em khỏe không? Đó, mai mốt đặt mai lớp á, đặt tên đẹp quá ha, tên nào mà không chọn mà chọn cái tên nhọn nhọn ha. Giận bây giờ bye, thank you. Chọn tên gì không đẹp đẹp chút xíu, chọn tên nhọn 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 nữa, trời ơi không thương gì hết à. Kim Tiến không sao, lấy ra. Mình sẽ lót một chút xíu bột clear ha. Đó, bây giờ là mình xong những cái móng này rồi, mình sẽ qua cái màu đen. Giận mai lớp quá à, đặt tên xấu quất, nhọn nhọn mới chịu. Đó, đây là cái màu đen ha, màu đen của Chanel nè, rất là dẻo nha mọi người. Đó, mình đặt trong vòng 3 giây, sau đó mình mới thả tay nha. Mình sẽ cho tay người khách chuối xuống để bột nó không chảy ra hai bên nè. Sau đó mình dùng cây cọ, mũi cọ của mình đẩy sát vào ha. Đó. Does not burn so bad, like bad, bad. Did it burn? It's burn right now? Christine hết rồi nha. Thank you mọi người nhiều lắm. Hôm nay cái giọng là nó hơi trong trong một chút xíu rồi ha. À, nó không có như hôm qua nữa. Giọng trong là đi nghe đi hát được rồi đó ha, chị Tuyên Nguyễn ha.
Hai chị yêu Phương Lê, hai chị. Khỏe không chị? Lâu quá không gặp chị nè. Hai chị Linda Nguyễn, hai Philip Phùng. À, mình đi nhẹ nhàng ha. Nó màu đen rất là dẻo ha, nên mình đắp rất là dễ nè. Dứt tới đây xong mình sẽ lấy tay của mình ha, lấy cái phần bột dư ra. À, mấy chị về giúp em đóng cửa cái nha. Giúp em đóng cửa cái. À, hết âm rầy rồi, em mới vừa làm xong. Xin chào chị Linda Nguyễn. Hai chị Tú Quyên, hai Rachel. Đó, mình xong ha. Bây giờ mình chỉ cần lấy shape thôi và sau đó mình sẽ vẽ nè. Vẽ những cái line work. Yes. Đây chị chìa khóa nè. Hai nít Nguyễn, hai em trai, em đẹp trai. Hả? Ừ, đi chín gì nó bệnh. Bệnh. Chìa khóa này chị, chìa khóa này. Ok, this boy. It's burn. It's okay now. It's okay now. Khi mà cái người khách đó tay mà nóng á, tại vì có primer hay là liquid á, mình để cái alcohol ha, mình đổ vào đây nè, là cái tay của người khách đó là nó không có bị nóng, hơi bơ nữa. Ba chị yêu. Dạ. Giờ mình lấy shape cho đều ha. Thank you em trai. À, để Christine để cái máy lên cao chút xíu ha, để cái máy lỡ thấp quá. Đây ha, có thể. Sao bữa nay cái máy kỳ quá ha. Sorry nha cả nhà. Sorry nha, giờ chút xíu. À, lấy cái túi đó cũng được. Dạ. Để cúp sau giùm em á chị. Mọi người cứ thắc mắc tại sao Christine làm móng nhọn. Vì cái người cắt đó, nó theo xuống đây. Những cách này là appointment ha. Vì cho những người cắt này nó thích cái móng nhỏ nên nó tới kiếm mình. Sẵn cái phần bột dơ nha. À, giờ bên Cali là 7 giờ rưỡi rồi. À, bộ nail này là Christine 7 giờ mới bắt đầu á. Vì cái người khách vô trễ, traffic quá, kẹt xe quá. Nên là cái người khách gọi điện kêu mình đợi. Thì khách là có hẹn 5 giờ mấy sao. Mà vô trễ quá thì mình cũng cố gắng mình làm ha. Hai Tài Huỳnh, hai Lai Hồ, hai chị Bình Nguyễn. Đó, mình rửa sạch những cái phần bột dư ha. Nó chính là dưới nè. Có không chị? Mở được chưa?
để cấp sau đúng không? Thank you Linda Nguyễn. Bên Cali bây giờ là 7 giờ rưỡi ha. 7 giờ rưỡi bây giờ cũng là mới nhiều tiệm thì cũng mới bắt đầu đóng cửa thôi. Tiệm Christine đang làm thì đóng cửa hơi sớm một chút xíu, là 6 giờ 45 ha, là đóng cửa không nhận khách rồi. Nên là khi hết khách là sẽ được về. À, em cũng khỏe rồi chị Hà Trần, thank you chị nhiều lắm nha. Em cũng khỏe hơn nhiều rồi. Nhưng mà hôm nay thì cũng sáng hôm nay thì cũng hơi mệt, nhưng mà giờ này thì nó thấy khỏe chút xíu. Ok. Thank you chị. Đó, mình lấy lại shape cho nó đều ha. Hi Lucy, hi Thảo Trần, hi Linh Sen. Khỏe không mọi người, khỏe không? Bên Alabama là 9 giờ đêm hả? Đúng rồi, cách Cali là 2 tiếng rưỡi ha. Nhiều tiểu bang là cách Cali là 3 tiếng. Nhiều chỗ thì cách 1 tiếng. Dạ. Mọi người ăn cơm đi, vừa ăn cơm vừa tám với Christine nha. Hi Esmeralda, thank you for watching, thank you. Thank you Linda Nguyễn nha, thank you em. Đó, mình sẽ lấy cho cái shape nó đều ha. Và cố gắng mình sẽ không có mất đi cái độ nhọn, vì nếu mà mình mất đi cái độ nhọn là nó sẽ không có chuẩn ha. Đủ mấy ngón rồi. Khi mà mình đo độ nhọn ha, mình đo từ dưới này nè, cái đốt sống ở đây, mình đi thẳng xuống ha. Đó, là nó sẽ ngay. Vì nếu mà cái độ nhọn á, nếu mà mình làm nhọn đi nữa, nếu mà mình làm lệch á thì nhìn nó không có đẹp ha, nó sẽ bị méo. Nên là cái móng nhọn á, mình cố gắng làm sao á nó không có bị méo nè. Vì á, móng nhọn á, mình làm méo một chút xíu hay lệch một chút xíu á, là nó sẽ thấy à, dễ thấy lắm. Christine làm cũng sợ nó bị méo. Ok, để Christine chỉnh lại cái máy một chút xíu ha. Đây, mọi người thấy chưa? Cho cái đèn nó vô. À, giờ mọi người chắc thấy rõ rồi ha. Đó, chỉnh lại cái máy rồi. Khi mà mình giũ xếp nhọn á, mình chỉ được đi thẳng thôi nha, mình không có được đi xéo qua xéo lại nha. Đó, mình chỉ được đi, khi mà mình giũ mình chỉ được một đường thẳng thôi. Đó, khi mà mình vừa làm vừa ngó ha. Đó, vì nếu mà mình đi lệch cái là mình lấy lại không được, vì cái móng nhọn á, mình thêm bột vô nó không có đẹp. Hi em Andy. Hi Toàn Nguyễn. Hi chị Quân Lê. Hi Quân Lê nha. Hi chị Thuệ Hà. Hi chị.
mỗi lần Christine lấy xong á là hay xem lại lắm, để có gì á mình được sửa liền ha. Khi mà mình dán móng ngay là một chuyện, nên á tới khi mà mình vuỗ á, mình vuỗ cái móng nhọn á, mình canh được cái độ nhọn nó ngay mà nó không bị méo lại là một chuyện nữa. Cái đó mình phải nhìn và quan sát nữa. You okay? Yeah. You wanna sleep? Oh my god. I woke up right in the morning. Mình xong một bên ha. Mình sẽ tiếp tục lấy cái bên còn lại. Ok, next one. Okay, yes, double check. You're what I call sharp nails. Hmm? They're sharp. Yeah, be careful a little bit. So if you do done the first time, the second time, you will do the pointy too. You will like it. Because I have a lot of customers come back. The same style. They're stiletto? Mm-hmm. Very funny. This pink, it's cool. It's like marble, huh? It has like the other color, huh? Yes. They look like the marble. It has like the new color, huh? Yes. You custom made that for the acrylics too? I custom for the color too. What color you want I custom to? Did you work a lot today? Yeah, 5 or 6. Use 5. The same custom design? No, different. With regular? No, all of them have the design. Okay. Custom design. So you do the dye brow? No. No? And right now, only for the nail. No time. But that's what you said you should do it, right? You should do the eyebrow? No, you told me, yeah. You did, yes. Right? Yeah, I did the before. Oh, okay. Nhọn nhìn quê quá hả? Đẹp mà. Đâu có ghê đâu. Nhỏ nhìn dễ thương quá à, dễ thương quá đi. Tay của khách nhìn như con trai hả? À, vì bàn tay mỗi người mỗi khác ha. Bàn tay mỗi người mỗi khác. À, mình cũng không dám nói tay mình đẹp, nhưng mà mỗi người mỗi khác thôi. Tay người
tuy là giống tay con trai nhưng mà rất là thùy mị ha. Đó, khách rất là dễ thương nè. Hi em Alice, hi Benjamin. Bộ vít dày có móng tay nhọn. Khi mà làm cái móng tay nhọn cũng là một cái nghệ thuật ha. Để mà làm sao á, để mà làm sao á cho nó cái độ nhọn nó đều nhau ha là được. I went to the front. Hmm? I thought it was in the front. No, go inside here. So funny. Oh, yeah, how about Christine? Yeah, no, we don't have any. Christine doesn't work here anymore. I'm like, yes, she does, because I just called yesterday. I mean, let's have to call again. Yeah, to because my phone was at 5:30. To let you know that I was going to be late. Well, it's okay, because I was going to be late. Yeah, that's why you say traffic, traffic. So I waiting. So almost to 7, you come. I say okay. No, it was 6:07. 6:07, almost 6:30. No, not even. No, then well, yeah, 6:07 when I got there. Oh yeah, yeah, yeah. They're probably right. So they said that he didn't work there. I'm like, so where's this? I don't know. Mm-hmm. So it's okay. You can have a seat. I'm like, no. I'm almost finished for you. I'm like, no. Hello Hằng, hi Vicky, Nguyễn. Đó, mình chỉ cần dụ sơ thế thì cô ha. Hi Andy Trần, hi Henry Nguyễn. Hi Brenda. Okay, next one. À có nha, hôm nay là Christine có sắm tay mình và lại vẽ cái line work ha. Vẽ cái line work thì nó hơi lâu một chút xíu ha, vì hôm nay sẽ không có 3D. Vì sao là do khách chọn ha. À, khách cho mình cái ID này mình cứ vẽ thôi. Ok, wash your hands, come back. À, mình sẽ cho người cách rửa tay ha. Sau đó là mình sẽ design. Ok, so be careful, ok? Yes.
Mình sẽ vẽ những cái line chút quốc ha. Cái màu đen nè, mình sẽ sử dụng cái chai màu đen, giống như là Christine show up cho mọi người thấy là như vậy đó, cái chai màu đen ha. Christine không có buffer. Christine không có buffer nha, tùy theo khách à. Khách này Christine khỏi buffer cũng được. Lười buffer mà đúng theo cái trình tự là mình phải buffer ha. Vì biết các bạn biết sao Christine không buffer không? Tại vì á, Christine cảm thấy là nó mịn rồi nên là Christine không cần buffer nữa. Tại vì á, Christine double xong á là là Christine chỉ dụ cái cuticle thôi à, nên là hả cái mặt móng á đâu có bị cái gì đâu, nên là Christine cảm thấy không cần buffer thì không cần buffer ha. Còn nếu mà các bạn dụ nhiều quá thì để cho chắc chắn á thì mình nên buffer. Ok. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng cái chai này để mà vẽ ha. Nên đó các bạn, nếu mà mình đắp bột mịn á, mình vũ xếp và vũ cuticle thôi, mình không cần chạy mặt móng á, thì mình không cần buffer cũng được nha. Vì Christine khi mà đi cái ombre á, là Christine không có phủ một lớp bột clear đó, nên là Christine cũng có buffer. Đây buffer nó cũng mất mát một chút xíu gì đó. Lại Christine cảm thấy nó mịn rồi ha, nên là tùy theo các bạn là muốn có buffer hay là không. Nói ra ngại lắm, bàn tay Christine xấu lắm thiệt đó. Nên là lúc nào cũng phải đeo bao tay hết á. Mọi người để ý thấy không, đeo bao tay từ cái vẽ hay là lên bột Christine đều đeo bao tay ha. Để khi nào Christine tay mà có bộ móng nhọn á, Christine sẽ khoe cái tay của mình ra. Còn bây giờ tay là không có cái gì hết. Bây giờ mình đợi cái người khách quay lại thôi ha. Mọi người tám chút xíu đi. Đó, Christine đang có những cái line work mới nè. Đây nè ha. Mà không biết xài có tốt không, Christine đang thử nghiệm đây ha. Thank you mọi người. Đây là cái khi mà Christine thử xong cái cây này á, nếu mà nó work á, Christine sẽ giới thiệu cho mọi người ha. Đây là cái cây cọ mà Christine mới nhận được. Kiều rỉa tay Christine không có đẹp nha. Dạ đúng rồi, một phần là tay Christine không đẹp, thứ hai nữa là để bảo vệ cái da tay tiếp xúc nhiều với hóa chất, nên là Christine cố gắng là đeo bao tay ha khi mà làm cho khách, và với lại một phần nữa là làm cho nó professional một chút xíu. Call Ashley Virgin. Yes. Calling Ashley Virgin. This one for me. This one? Because you know. Đúng rồi, mọi người có một cái khẩu riêng ha. Quen rồi nên là không có sửa được nữa. Ini ya, dame las uñas. Yes. You can see them. They're nice. Yes, this, yeah, so I'm gonna go pick you up a little bit, okay? Bây giờ mình sẽ vẽ quay live work ha. Okay. Okay, đồng hồ, okay? You have the idea for the design or just custom for you?
Disgusting. Okay. You like the Dreamcaster? Dreamcaster design? What is it? You don't know? Like this. Dreamcaster? No. No, huh? Yeah, okay, yeah, I know what you're talking about. You know, huh? Okay. So I just do the light work for you, okay? Chưa nha, Christine chưa có thử nha. Vì Christine luôn luôn thử trên tay mình trước khi lên cái tay người khách. Vì tối rồi nên là Christine chưa có thử cái cỏ mới nha. Mọi người có thấy rõ không? Bên Christine là có 8 giờ nha. Có thể là xong cái người khách này là khoảng chắc xong cái người khách này là khoảng 9 giờ.
Biết sao Christine chọn những con khách cuối không? Tại vì á, trong cái tiệm á, lúc mà Christine làm live á, nó busy và ồn lắm, nên là Christine không có tập trung được. Với lại khi mà làm live mà những con khách sớm sớm á, là lúc nào Next cũng có Next appointment hết á. Mình tập trung á, mình chỉ là cố gắng làm sao để mà nhanh, để mà làm những con khách khác thôi. Nên là tại sao Christine không có chọn những con khách đó để mà làm ha. Vì á, lúc đó là Christine nôn lắm, nôn để mà làm con khách khác á. Vì cái custom design nó đã chiếm cái thời gian rồi á. Nên là hả, những con khách á, nếu mà nó có design khó á, là nó mất thêm thời gian nữa. Còn nếu mà mình làm live nữa đó, thì là sẽ làm á, một người khách á, nếu mà nó trễ cái appointment á, là coi như là cái nguyên một dãy cái appointment nó trễ luôn á. Nên là Christine không có làm được ha. Mọi người không thấy hả? Bây giờ mọi người thấy chưa? Giờ mọi người có thấy không? Yeah. Yes. Hold. Okay. Thank you. That is. Christine kiếm cây chọi đó. Thấy rồi ha, thấy rồi đúng không? Oh my god. Lấy cái này đi. À, khi mà mình xong này rồi ha, mình sẽ đi thay sai thêm cái gì tùy thích vào mình ha. Đó, này Christine đây. Thế là mình xong ha, một món mình có thể đeo vào nè. Ok, inside. Few minutes. Và cái ngón này ha, mình sẽ design khác một chút xíu, mình không nhất thiết là phải cho nó giống nhau hết. Mình sẽ design ngón này với lại cái live work thôi. Cái live work nó nhẹ quá nên mọi người khó thấy ha.
Làm cái bộ này á, Christine lấy khoảng tùy tại Christine cũng có muốn nói giá nữa. Tùy theo các bạn á, muốn lấy bao nhiêu cũng được. À, vậy các bạn đoán đi bộ này Christine lấy bao nhiêu? Đoán, đoán chúng có thật nha. Với lại Christine cũng chưa biết lấy bao nhiêu nữa, vì cái này là custom design á. Đó, Christine phải là vẽ xong, sau đó là hả, vẽ xong hết mới biết được mình lấy giá khoảng bao nhiêu ha. Cháy rồi. Hả? Oh, yeah. Yeah, because this one đồng đồng mùa đồng mùa. Because this one the detail, so the time more longer a little bit. Đó, Christine thấy cái người khách mệt rồi Christine cũng mệt theo. Cái người vẽ sẽ căng thẳng hơn ha. Thank you mọi người nhiều nha. Thank you. Giá bộ này là khoảng từ 90 đến 120 nha. You sleep. Don't sleep, okay? Because you move a little bit and then my light work everything muscle. Oh. Sợ quá đi, người khách của Christine ngủ ghê, trời ơi. Đang ngủ mà đang vẽ mà cái người khách nó ngủ gật sao ta? Chỗ cần á mình đi những cái đường nét cho nó mạnh một chút xíu ha. Thank you mọi người nha.
thế là mình xong ngón thứ hai. Ok, inside. No. Like this. Và còn một ngón nữa. Cái ngón này thì mình sẽ không có nhất thiết là nó sẽ cho nó giống nhau ha. Mình chỉ cần một ngón chính thôi. Và cái ngón này là cô xin sẽ cho nó vẽ rất là đơn giản, đơn giản. Hai chị Trang Nguyễn. Nó không ai đi ra ngoài hôm nay hả anh? Chưa chị, em còn đang làm chị Trang Nguyễn ơi. Dễ bằng treo ha, dễ bằng treo dễ nha. Bây giờ là mình có 4 ngón design nha, inside. Chú xin vẽ bằng cái hiệu này nha, chai màu đen hiệu này nè. Mọi người thấy rõ không? Chai màu đen hiệu này nha.
Đúng rồi, Trang Nguyễn, cây cỏ đấu giá hôm qua nha. Miss it. Be careful. Cây cỏ này là cây cỏ đấu giá hôm qua nha. Hả? Christine chưa có ship ha. Nếu mà ship rồi hôm nay không biết lấy gì vẽ nữa. You okay? Yeah, xin chào xem lại. À, treo vẽ này không có bán trên website nha. Treo vẽ này chưa có bán trên website. You want a matte or you want a shiny? What do you mean like that? The matte, no shiny. They come up pretty too. You mean like? Yeah, I show you, okay? Are you very good at drawing? Hmm? Are you very good at drawing? Mm-hmm. I know you can't talk right now. Trời, bên này không vậy. No, it's okay. Okay. You just don't move. Yeah, just don't move, don't move. Chính xác. Ừ, bây giờ là mình xong cái phần đó ha. Giờ mình sẽ qua cái phần diamond. Mình sẽ chấm diamond trước khi chấm diamond là cái xe sẽ đi cái này trước ha. Đi cái này nè. Mọi người nhớ cái này không? Nó là interflat ha. Mình sẽ đi cái này. Đối với cái này á là Christine sẽ đi một ngón này thôi. Ngón này là Christine sẽ sơn cái top ha. Cái loại top mà cần chùi á. Tại cái này là bột nên Christine sẽ cần hỗ trợ một lớp. Cái này insect. Ok, bây giờ mình sẽ lấy một chút xíu cái này ha. Mình để vào đây nè. Mọi người thấy nó khác không? Dễ thương ha. Mình chỉ cần để một chút xíu này vào đây là được. Sau đó mình chỉ việc sơn top nha.
Okay. That's me. And two? Yes. Tay sáu không quan trọng ha, quan trọng là mình ra cái tác phẩm và cái công việc của mình thích là được. Còn khách á, tay người ta chỉ có muốn cái móng đẹp thôi. Với lại cái tay mọi người á mỗi khác, đúng không? Không phải là sanh ra mình đẹp liền. Đâu phải ai sanh ra cũng có bàn tay đẹp đâu, đúng không? Ok, mình thấy. Cái này là flat ha, Christine cũng không biết tên gì nữa. Flat, nó có mấy màu lận. Sau đó mình chỉ cần sơn top thôi. Dạ, inside. Nên là không ai xấu cả ha. Nếu móng người ta méo á, người ta tới làm nail mình dán cho nó thẳng. Đúng không nè? Nên đâu có phải ai sinh ra cũng được sự lựa chọn đâu. Dạ, inside. Và những cái ngón này là Christine sẽ đi mét hết tất cả ha. Đi mét hết tất cả cho mọi người thấy. Vì cái người khách là không biết là người khách lựa chọn cái mét hay là shiny. Bây giờ là Christine đi mét ha. So this one and this one I do the diamond for you, okay? You like diamond? I love diamond. À, tay này Christine không phải là đánh khom ha. À, Christine đang dán cái feather flat thôi. Hai Thảo Nguyên. Ok, inside. No, you touch. Yes. You just touch. Better. Oh, this one was different. Đây là cái top matte nha, chai matte ha, đây là chai matte ha. Khi mà các bạn mua cái top của Just Nail á, thì các bạn để từ 10 đến 15 giây là được nha, không hơn nha. Sau đó là mình sẽ đánh cái comb vào. Khi đánh không cái khom á, các bạn làm cho nó sạch, sau đó là quét lại hai lớp top của Just Nail ha. Khi các bạn quét top á, nhớ là bọc cho nó kỹ lớp đầu tiên và lớp thứ hai cho nó hơi dày chút xíu nha. Đây là cái mess mà Christine đã xong ha. Mọi người thấy không, cái design của nó rất là nổi bật, đúng không? Cái màu âm rầy của nó cũng rất là dễ thương ha. Khi mà mình làm xong, bây giờ là Christine sẽ đi cái diamond cho mọi người thấy. Beautiful. Thank you mọi người.
bây giờ là mình sẽ đi cái phần diamond ha. Cái đài phần diamond đó thì nó hơi lâu một chút xíu. Thank you mọi người. Christine sử dụng cái chai glue của Just Nail để chấm, để đến những cái diamond ha. Vì Christine sơn mát rồi nên là sẽ không có sẽ không có cái gì nữa ha. Sẽ không có xài cái glue gel tùy trường hợp nha. Ok. You okay? Yes, I have to say something. Because I dropped them. It's okay. Like this. Better for you. You don't have another color? What color you want? Silver. Silver? Yeah. Silver here. Em dán bằng glue nha chị Trang Nguyễn. Vì cái màu đen của mình á có sơn chai mét rồi đó nên là Christine hạn chế dùng cái gum bị treo ha. Với lại những cái diamond này. Còn nếu mà mình sơn top coat đó là Christine sẽ sử dụng cái gum bị treo ha. Đúng rồi, glue dán móng nha chị. Đúng rồi, đúng là cái glue dán móng nha. Cái glue này nó khô rất là nhanh ha. Cái xin đặt xuống thôi là nó đã khô rồi. Xinh lắm. Thank you mọi người nhiều nha. Mình sẽ kết từ từ và kết những cái design này lại ha. Spoken.
Dạ đúng rồi chị. Cái design này á, khi mà mình lên cái vẽ light work á, với lại lên cái diamond á, nó rất là nổi ha, nó nổi bật lắm. Ooh, I'm so sad right now. Đó, bây giờ mình sẽ cho một cái viên glue ở đây ha. Mình sẽ cho viên diamond lớn vào đây. Ngay phần chính giữa, ok. Sau đó mình sẽ gắn ha, mình gắn thêm những cái hộp xung quanh cho cái diamond lớn của mình. Vì nếu mà những cái viên diamond lớn của mình á, nó đi một mình như vậy nó dễ xúc lắm. Mình sẽ có một lớp bảo vệ nữa nha. Sau đó mình sẽ đi thêm, mình sẽ trang trí thêm một chút xíu silver bên hông ha. Chị Trang Nguyễn, đá này có trong chất nail nha. Những cái viên diamond như vậy là Christine sử dụng trong chest nail nha. Oh my god. Đó chị. Trong chest nail có bán nguyên set ha, không phải là cái set này nhưng mà có những cái viên lớn và cái viên nhỏ như vậy. Khi mà mình làm design mình phải có đủ size ha. Mình cần có là size số 3 hoặc số 4, số 5, số 6, mình có thể đi chung nè. Số 4, số 6, số 8, số 10, số 12, hoặc mình có thể đi số 3, số 5, số 7, số 9 và số 12 ha. Nên là những cái con số đó là mình bắt buộc mình phải có để mà mình design. Vì có những cái trường hợp á, có những cái khe hay là những cái góc cạnh design á, mình không phải lúc nào mình cũng sử dụng được cái size đó. Mình phải dùng cái size nhỏ hơn hoặc là lớn hơn để mà nhìn cho cái design của mình nó nhẹ nhàng và nó thẩm mỹ hơn. Nên là khi mà mình làm design diamond á, mình bắt buộc phải có những cái size đó nha. Tại Christine làm vậy mới lấy được thêm tiền khách. Mình làm cho nó chi tiết lên hả, là mình sẽ lấy thêm được tiền khách đúng không? Hai Thùy Dương, khỏe không Thùy Dương? Thế là mình xong một ngón ha. Mình sẽ nhìn lại cái tác phẩm của mình vừa làm xong thế nào. Ok, mình thích rồi đúng không? Đó, sau đó mình sẽ qua ngón khác nha.
À, Christine đang xài cái này không phải là Swarovski nha mọi người ơi. Không phải là Swarovski nha, cái này chỉ là hộp thường thôi. Nhưng mà Christine làm cho những cái khách custom vậy rất là thích. Nên á, mỗi cái bộ design của Christine á sẽ rẻ hơn một chút xíu để làm sao để mà cho cái người khách nó không có cảm thấy là nó bị ngán tiền ha. Nếu mà nhiều tiền quá thì khách không có trở lại thường xuyên với mình. Thay vì vậy, Christine sử dụng những cái hộp thường như vậy nhưng mà vẫn giữ được cái độ sáng cho người khách. Đó, cho những cái viên diamond này, người khách sẽ quay trở lại thường xuyên hơn. Người khách á, là nó không có biết đâu. Nhưng mà mình cũng đâu có gạt khách đâu đúng không? Mình thì á, những cái đá này vẫn sáng mà. Nhưng mà có cái là nó không phải hiệu Swarovski thôi. Thì mình làm vậy á, mình lấy giá nhẹ nhàng chút xíu đó, mình design đẹp chút là người khách nó thích nè. Với lại khi mà mình làm, mình cũng nói thẳng với khách là cái này không phải là Swarovski mà, đúng không? Dễ thương quá à. À, cái ngón này là Christine design hơi đơn giản một chút xíu ha. Mình vào website justnail.com nha mọi người. Mỗi cái thì biết là tiền nào của đó ha. Thì cái người khách nó cũng biết mà, đúng không? Thì tùy theo mọi người ha. Các bạn là muốn xài hộp gì thì cứ xài. Còn đây là Christine xài cái diamond của Justnail nha. Đang xài là diamond của Just Nail. Nên là Christine không có thắc mắc gì hết. Miễn sao khi mà Christine làm xong là cái người khách thích và trả tiền vui vẻ là được. À, một set là Christine nghĩ là mua 130 nhưng mà có 12 hộp ha. Cái này bị lem chút xíu rồi, Christine quét lại cái chai mét ha. Còn đây là cái hộp Swarovski ha. Christine cho mọi người thấy. Đây là cái hộp Swarovski ha. Hai cái nó khác nhau hoàn toàn ha. Nên là hả, cái này cũng sáng nhưng mà sáng theo một cách riêng. Và cái Swarovski nó sáng và sáng theo một cách riêng. Nhưng mà Christine bảo đảm là cái hộp này á last long 2 tuần. Và khi mà các bạn dùng cái glue á, nó không có bị mờ nữa. Nên cũng tùy các bạn là muốn xài cái gì ha. Đây là cái bộ nail mà Christine xong nè. Thấy không? Christine vừa xong ha. Đó, và mình sẽ cho một chút xíu vào đây. It's okay. Yeah. Cảm ơn chị Hà Trần nha. Có keo bán, keo glue có bán trong Just Nail luôn nha. Keo glue á có bán trong Just Nail luôn. Keo glue á, Christine đang dùng là cái keo dán móng thôi. Nhưng mà nó đòi hỏi một chút xíu tỉ mỉ dán từng viên ha.
Don't touch. Beautiful. Một hộp á, xài rất là lâu đó, mỗi lần mà Christine làm live á, đều dùng cái hộp này. Giờ bữa tới giờ đâu có hết đâu, đúng không? Bữa tới giờ vẫn còn rất là nhiều. Một hộp á, Christine nghĩ xài cả năm á. Nếu mà mình thường xuyên mà chấm đầy móng á, thì nó mới hết thôi. Còn design những cái này á, là nó lâu lắm, nó được lâu lắm, nên giá nó cũng khác lắm. Nếu mà mình mua một số của một con số tức là một bịch của Swarovski thôi á, mình mua được gần bằng một hộp của cái này rồi. Đây là cái chai ha, đây là cái chai glue ha, đây là cái chai glue Christine dùng nha. Mọi người vào trên website justnail.com á là sẽ thấy nè, là sẽ thấy cái glue đó nha. Glue này là glue dán móng thôi, vì cái Christine sơn mát rồi nên là không có dùng cái gummy gel nữa ha. Đó, Christine sẽ chấm từng viên cho cái người khách này. Khi mà Christine chấm như vậy á, thì nó last long hơn 2 tuần nha. Và các bạn không có nhất thiết là phải tin như vậy. Christine chia sẻ thật là như vậy, nhưng mà nếu mà các bạn muốn á, cho chắc ăn á, thì các bạn nên làm cho mình hoặc là mình test trước khi làm nha. Được luôn nha, để tôi chấm keo cho mọi người thấy nha. Omofine. Đây là cái glue ha. Đó, Christine để đây nè, mọi người thấy không? Thấy không? Lấy một chút xíu ha, lấy một viên, một giọt thôi. Sau đó là mình sẽ chấm cái diamond vào đây. Khi mà nhấc được cái diamond đó, mình sẽ chấm vào đây ha. Chấm vào cái glue. Sau đó thì mình để vào đây thôi. Nha, cách Christine lấy diamond glue là như vậy nè. Khi mà mình xong như vậy ha, mình xin đưa cái này qua đây đi. Sau đó mình xin sẽ chích một chút xíu vào đây ha. Chích một chút xíu glue vào đây. Sau đó mình sẽ nhấc cái viên lớn và thả vào đây ha. Khi mà thả, các bạn nhớ là thả cho nhanh tay và chuẩn một chút xíu, mình sẽ dịch nó liền. Vì nếu không á, là cái glue nó khô á, nó khô là mình bị méo ha. Sau đó mình sẽ dán hai góc cạnh. Thay vì á, nếu mà mình để cô đơn một mình á, thì cái diamond này rất là dễ xúc ha. Nên là mình sẽ design thêm một chút xíu, vừa cho nó đẹp, mà vừa cho nó sang, mà vừa cho nó last long nữa. Christine dán diamond mỗi ngày ha, hầu như cái design nào nó cũng có diamond hết á, và tùy theo cái design, tùy theo cái màu sắc ha, và mình thiết kế cái design cho khách. Many times.
cái hộp bi màu vàng size gì hả? À, Christine đang không biết nó size gì nữa. Christine ra supply mua là nó có ha. Mình ra supply là nó có một size à. Nó không có nhiều size. Nó có một cái size à cho mình à. Nên Christine cũng không biết nó là size gì nữa. Chắc nó có một size rồi á. Thế là mình xong ha. Sẽ cho thêm hai viên vào bên này. Dạ không, cái này không phải pixie nha chị ơi. Cái này không phải pixie nha. Sau đó mình không thể nào mình đẹp như vậy ha. Mình để như vậy nhìn cái tay mình nó tròn lắm, nó không có đẹp đúng không? Mình sẽ cho nó dài xuống. Nhưng mà dài xuống á, một viên thì nó không đẹp ha. Đó, Christine sẽ cho nó một viên lớn vào đây nè. Kế tiếp là Christine sẽ cho một cái viên nhỏ hơn nằm bên cạnh ha. Đây ha. Thế là mình xong một ngón tay xinh xinh. So cute. Và cái ngón này cũng vậy ha. Christine nghĩ nó cũng có cái tên gọi là Pearl Pixie hay sao á. Christine không có tên tại vì ra supply nó không có cái tên. Khi mà mình mua nó không có cái tên cho mình. Nhưng mà Christine nghĩ nó là kêu gọi là viên bi á. Viên bi mà tiếng Anh không biết kêu tên gì. Ừ ha, Pixie cũng là viên bi mà. Đúng rồi đó, hình như là tên đó chị Hà Trần ơi. Hình như gọi là cái tên Mini Pearl gì đó. Oh my god, you're gonna kill me. I just had breakfast, I was like dying, I was hungry. I'm so sorry. No problem. Mọi người ăn tối chưa? Tối thứ bảy mọi người không đeo chơi hả? Hai chị Diễm, hai Diễm. Hả? Beautiful. Why it's funny, beautiful? No, that looks like beautiful. Thank you. Oh, don't chat at all. I can have a picture for you. Mình đợi dẹp ha. Sau đó mình sẽ đi cái... Here. Put here. Yeah, probably. Dạ, yeah, bây giờ là mình sẽ đi cái dầu ha. Sau đó mình sẽ chụp hình.
chợ mình cho người khách ha. Tay của người khách bây giờ rất là dễ thương. rất là dễ thương. Thank you mọi người nha. Thank you Khanh Nguyễn. Đây ha, cái đây là cái này là it's the flat ha. Đó, Christine để vào này, các bạn không có cần design gì hết. Hoặc là nếu mà mình để vào và mình design thêm một chút xíu lightwork nữa, nó cũng rất là đẹp ha. Hoặc là mình có thể làm hai ngón này thôi. Đúng chất ok, cũng rất là đẹp. Dễ thương quá. Thank you mọi người nhiều nha. Hy vọng là chia sẻ được những cái mà nhỏ nhỏ như vậy. Hi Oanh, hi chị Oanh, khỏe không chị Oanh? Hi Steven, Bảo Tôn. Bây giờ ha, mình sẽ chia sẻ cái chụp hình ha. No, just relax a little bit. Yeah? Yes. Okay, like this, okay? Yeah. Okay, like this, okay? Đây, mọi người thấy ha, Christina để như vậy nè. Để cái tay của người khách như vậy ha. Bây giờ Christina sẽ kéo cho xuống và cho mọi người xem. Đây ha. Đây là cái bộ design mà Christine đã xong ha. Ok, thank you mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon nha. Hẹn gặp lại trong những cái live lần sau. Bye bye. Cảm ơn mọi người nha. Thank you chị Hà Trần. Bye bye.